Vâng, xin chào các bác đến kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe Java Siruro, một chiếc xe đến từ thương hiệu của Ý. Vâng, xe được trang bị full bộ group của Shimano Sora và khung khung làm từ hợp kim nhôm siêu nhẹ và càng carbon các bác nhé. Bây giờ sẽ vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, đây là một mẫu rất quen thuộc ở cửa hàng em rồi, Java Siruro. Cũng là một mẫu xe đua bán rất là chạy tại cửa hàng em. Dây bộ của khung khí động học, khung dẹp cho giảm tối đa lực đẩy của gió khi các bác đang chuyển động. Khung càng dẹp các bác nhé, càng carbon này, những vân carbon, vân rắn này. Nguyên zin của Java Siruro. Đây là một mẫu xe đua rất là nổi tiếng của Ý. Chữ S là biểu tượng của chữ Siruro các bác nhé. Vì xe đã qua sử dụng nên không thể tránh khỏi những vết xước như này. Nó sẽ không ảnh hưởng gì đến tổng thể chiếc xe. Máy ở cuối nổ. Máy ở cuối rất là to. Máy ở bạc đã cuối nổ. Xe được trang bị ở củ đề của Shimano Sora, 9 tầng lip. Gạt đĩa của Shimano Sora luôn các bác nhé. Bộ đùi đĩa 2 tầng của Brewin. Cọc yên cũng cọc yên dẹp. Xe được trang bị yên của chữ S là của Petrolite các bác nhé. Được người chủ trước người ta nâng cấp lên là yên rất là êm. Cái dòng Java thì em luôn giới thiệu đi với đồ phụ tùng liên quan đến chữ DK. DK một hãng chuyên làm phụ tùng độc quyền cho Java, độc của Ý. Càng carbon. Xe được trang bị bộ tay lắc của Shimano Sora, 9 tầng bên lip và 2 tầng bên đĩa cho xe 18 tốc độ. Bộ vành 700 và lốp là 23C các bác nhé. Đây các bác có thể thấy này. Là 23C. Phía bên dưới trước khiên là biểu tượng của hãng Java các bác nhé. Xe được trang được đi Jameson. Chiếc xe cao cấp của Java thì chỉ thường được đi hết Jameson. Trên khung xe uy size đứng của xe là size 48, phù hợp với các lát từ 1m6 đến 1m72 cũng có thể đi rồi chiếc xe này. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chuyển động của xe. Vâng, xe được trang bị 9 tầng lip, phụ đề của Shimano Sora. Em sẽ vào đánh giá về chuyển động lên lip này. Vâng, xuống lip. Chuyển động rất là tốt chứ. Tất cả bộ đùi đĩa 2 tầng
là đĩa của Sio No Sora. Rồi, nó rất tốt. Máy cối đổ và đạn. Vâng, máy quay rất là đều và bon. Vâng, và vừa đánh giá trong chiếc xe Java Siluro, một chiếc xe đến từ thương hiệu Mỹ. Chiếc xe được trang bị hợp khung hợp kim nhôm và càng carbon, bộ group của Siluro Sora. Chiếc xe đang được bán tại cửa hàng mức giá là 9,5 triệu, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bạn quan tâm nhắn tin Zalo 0975 70993 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe.